Chào tất cả mọi người nhé, mình là Lê Hoài Thông. Thì hôm nay mình làm video clip này để gửi tặng đến thầy Nguyễn Thái Duy và tất cả các anh chị em trong cộng đồng Be Training một bài hát rất là truyền cảm hứng. Riêng bản thân Thông cảm thấy như vậy. Đó là bài Ươm Mầm Khát Vọng, một sáng tác của nhạc sĩ Nguyễn Đình Hùng. Và mời cả nhà cùng lắng nghe nhé. Dừng nên những doanh nghiệp từ đôi tay và bao nhiệt huyết có đến từng ngày, bước chân tự tin tuy khó khăn còn đó, luôn thay đổi luôn tư duy tâm trung vào trên lửa. Doanh nhân là người luôn sống trọn vẹn từng phút giây, truyền nguồn cảm hứng đến nói mọi người biết tầm trung mang những giá trị cho đời. Nào bạn ơi, hãy đến với chúng tôi, làm chủ tư duy, phát huy tinh sáng tạo, nuôi dưỡng đam mê, ươm mầm khát vọng, vươn ươm doanh nhân Be Training đón chờ. Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn.